喂，你好，老师，你忙吗？工作不太忙，我学汉语。再见。Hello, welcome you to our channel where you can learn to speak English easily, quickly and automatically. Và chào bạn đã đến với kênh học tiếng Anh giúp cho bạn nói tiếng Anh một cách nhanh chóng, dễ dàng và tự động. Bạn biết không, dù là tiếng Anh hay tiếng Việt hay tiếng Trung hay là bất cứ một cái ngôn ngữ nào khác thì nó đều xuất phát điểm từ gốc rễ. Vậy thì bạn muốn đó là mình nói tốt, mình muốn là nghe tốt thì mình cần phải tập trung, mình luyện tập đúng đắn, đầy đủ thì như vậy cái quá trình học của bạn sẽ trở nên hiệu quả và khi đó thì bạn có thể tự tin để dùng được cái ngôn ngữ mà bạn học. Đó, khi bạn học tiếng Anh, chúng ta nạp vào hàng ngày thông qua những cái từ vựng chúng ta gặp, thông qua những cái âm thanh chúng ta nghe, rồi thông qua những cái chữ viết chúng ta nhìn thấy. Đó, và theo thời gian thì cuối cùng bạn sẽ chinh phục được ngôn ngữ này. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, the part number 11 of learning 3000 vocabularies in English, và phần 11 cho khổ thơ 3000 từ vựng tiếng Anh nhé. Are you ready? Yes. Take a deep breath. Exhale. Very good. Here we go. Của tôi có nghĩa là mine. Đó. Đây là một cái từ sở hữu nha. Đó, bình thường chúng ta biết là từ my, còn ở đây là mine, đó là sở hữu, là của tôi. Của tôi có nghĩa là mine. Mine. Đó. Của tôi có nghĩa là mine. To bite là cắn. To find là tìm. Bite. To bite. Ví dụ như con chó nó cắn chẳng hạn đó. Thì chúng ta dùng từ bite. The dog bites me. Con chó cắn tôi. Ok. To bite là cắn. To find là tìm. Find. To find là tìm. Đó. Của tôi có nghĩa là mine. To bite là cắn. To find là tìm. Let's say it. To carve, sắt mỏng. Hard, tim. To carve. Carve. To carve, sắt mỏng. Đó, ví dụ như mình sắt thức ăn thành những cái lát rất mỏng. Đó là to carve. Nhớ âm cuối nhé, răng trên chạm môi dưới. V. To carve, sắt mỏng. Heart, tim. Đó, trái tim của mình ấy. Nhiều khi chúng ta hay đọc thành là hát. Đó, hoặc là hurt, no. Heart, heart, tim. To carve, sắt mỏng. Heart, tim. Dryer, máy sấy. Đắm chìm. To sink. Đó. Dryer, d r dr i dry er dryer, máy sấy. Đắm chìm, to sink. Sink, sink, đắm chìm, to sink, sink. Dryer, máy sấy, đắm chìm, to sink. To carve, sắt mỏng. Hard, tim. Dryer, máy sấy, đắm chìm, to sink. Let's say it. Feeling, cảm giác, nghĩ. Think. Feeling. Feeling, cảm giác, nghĩ. Think. Đó. Think. Hai hàm răng chạm vào lưỡi nha, hơi nhẹ nhàng. Think. Feeling, cảm giác, nghĩ. Think. Print có nghĩa là in, dark, mờ. In ra nhưng mà trông rất là mờ, đúng không ạ? Print có nghĩa là in, dark, mờ. P-R-I-N-T. Print. Print. Có nghĩa là in. Chúng ta in tài liệu, chúng ta dùng print the documents. In tài liệu.
Print có nghĩa là in dark m d arc dark m, hoặc chúng ta có từ darkness là tối đúng không ạ? Dark m. Feeling cảm giác, nghĩ think. Print có nghĩa là in dark m. Let's say it. Letter có nghĩa lá thơ. Đó. Letter. Hoặc anh Mỹ chúng ta đọc là letter. L-E-T-T-E-R. Letter có nghĩa lá thơ hay là lá thư nha. Ok. Letter có nghĩa lá thơ. To live là sống. Simple, giản đơn. Đó. To live. L-I-V. To live là sống. Đó. I want to live in Vietnam. Tôi muốn sống ở Việt Nam. To live là sống. Simple, giản đơn. Simple. Đó. Simple, giản đơn. Letter có nghĩa lá thơ. To live là sống. Simple, giản đơn. Let's say it. Nó tức là trong một cái lá thơ mình viết về một cái cuộc sống đó là đơn giản thôi. Clock là cái đồng hồ, đồng hồ treo tường. Clock, k l o k. Clock là cái đồng hồ đó. Crown, vương miện, mã mồ. Grave, k r o w n. Crown, vương miện, mã mồ. Grave, đó, tức là mồ chôn thì người ta dùng từ grave. G-R-A-V. Grave. Clock là cái đồng hồ. Crown, vương miện, mã mồ. Grave. Let's say it. King, vua, nói nhảm. To rave đó. King là vua nha. Đó, vị vua. King, vua, nói nhảm. To rave. Rave. To rave. Đấy, tôi gặp vua mà nói nhảm thì thổi tèo đời, đúng không ạ? King, vua, nói nhảm. To rave. Brave, can đảm. To pave, lát đường. Đó, brave thể hiện một cái tính cách, đúng không ạ? Là can đảm. Brave. Brave, can đảm. To pave, lát đường. À, chúng ta có từ pavement là vỉa hè. Lát trên vỉa hè là to pave, là động từ lát đường nha. Pave, pave, pave. King, vua, nói nhảm. To rave. Brave, dũng cảm. To pave, lát đường. Let's say it. School nghĩa nó là trường, trường học. School, s-k-u-o-l. School nghĩa nó là trường. Lolly là kẹo, còn đường sugar, tức ở trường người ta ngăn cấm là không được ăn kẹo đường nha. Đó. School nghĩa nó là trường. Lolly là kẹo, còn đường sugar. L-o-l-o-l-y. Lolly, hoặc chúng ta từ khác từ candy, đúng không ạ? Lolly là kẹo, còn đường sugar, nhớ nhé, đây là âm S nặng, hơi đẩy xuống hàm dưới, tách hai hàm răng. Sugar. School nghĩa nó là trường. Lolly là kẹo, còn đường sugar. Let's say it. Station, trạm. Gare, nhà ga. Đó, cái từ này là viết tắt của từ garage. Station, trạm. Đó, tức là mình chạm xe buýt này, chạm xe lửa này. Đấy, chúng ta dùng từ station. S-t-a-tion. Station, trạm. Gare, nhà ga. Fish sauce, nước mắm. Tomato, cà chua.
fish sauce, fish sauce, okay, fish sauce, nước mắm, tomato, tomato, cà chua, station, trạm, gare, nhà ga, fish sauce, nước mắm, tomato, cà chua, let's say it. Even, huề, win thắng, lose thua, even, even, đó là tỷ số hòa nha. Even, huề, win thắng, lose thua, even, huề, win thắng, lose thua, let's say it. Turtle là một con rùa, turtle, hoặc là turtle. Turtle là một con rùa. Shark là cá mập. Crab cua, claw càng. Shark, 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 shark là cá mập. Crab cua, crab, crab cua, claw, claw, claw càng. Turtle là một con rùa, shark là cá mập, crab cua, claw càng. Let's say it. Complete là được hoàn toàn. Complete. Complete là được hoàn toàn, tức là mình làm cái gì đó mà xong hết thì mình là completed. Đó. Mình hoàn toàn xong, mình hoàn thành một cách hoàn toàn rồi. Ok, complete là được hoàn toàn. Fishing, câu cá, drill khoan, puncture, rùi. Đó. Fishing, 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 câu cá, drill, drill, drill khoan. Đó. Mình khoan xuống lòng đất, mình khoan xuống mặt bàn. Drill, khoan. Puncture, p-a-n-k, puncture, ch-er, puncture, rùi. Ok, complete là được hoàn toàn. Fishing, câu cá. Drill, khoan. Puncture, rùi. Let's say it. Leper là một người cùi, tức người người ta bị hủi, bị phong. Chúng ta dùng từ leper. Leper, L-E-P-E-R. Leper là một người cùi. Ok, người cùi. Clinic, phòng mạch, sần sùi, lumpy. C-L-I-C-L-I-N-I-C. Clinic. Đó. Clinic, phòng mạch, sần sùi, lumpy, l a p, lumpy. Leper là một người cùi. Clinic, phòng mạch, sần sùi, lumpy. Let's say it. In danger, bị lâm nguy. Đó. Chúng ta từ dangerous là nguy hiểm, thì ở đây chúng ta dùng từ in danger. Ví dụ I'm in danger, tức là tôi bị gặp nguy hiểm. Đó. In danger, bị lâm nguy. In dan, d a n, dan, j r, danger. Đó. Chú ý âm j, mình đẩy hơi xuống hàm dưới, rung cổ họng, j. Đó. In danger, bị lâm nguy. Let's say it. Good job. Và bây giờ thì hãy đọc lại toàn bộ khổ thơ bạn nhé. Ngâm từng vần, từng điệu và cảm nhận học tiếng Anh thật thú vị, dễ dàng. Mỗi một ngày chúng ta tiếp tục tăng cường, phát triển thêm về từ vựng, về âm thanh, về kỹ năng nghe. Rồi chúng ta sẽ phát triển về nói, về viết và hoàn thiện cái khả năng tiếng Anh của bạn. Enjoy our great lesson today. Don't forget to subscribe our channel, share it to the others, and we'll see you in our next video. Rồi, đừng quên ủng hộ thầy bằng cách
ấn vào nút đăng ký, chia sẻ video này cho những người bạn của mình nhé. Hẹn gặp lại bạn ở bài học ngày mai. Bye for now.